Thích không con? Thích nhở? Mai đi học nhá. Ngày kia đi học nhở? Trường của bóng đẹp thế nhở? Đẹp không con? Đây là khu vui chơi của trường mặt bóng đấy nhở. Mặt bóng đi ra chơi cầu trượt đi. Ơi, chị bóng học lớp 5 tuổi. Con học lớp 4 tuổi. À, con đi lên lớp con không? Đi trượt xuống đi, xong đi lên lớp đi. Đi lên lớp của mình nhé. Nhá, lên gặp cô giáo đi xem cô giáo nào. Con trượt đi, con trượt đi. Cô Hồng ấy. Nhanh lên, con trượt xuống đi để cho các em trượt. Chào bà Phương đi. Chào bà Phương chưa? Bà Phương ấy. Năm nay cháu học với cô Hồng. Cô Hồng và cô Thu. Mà còn chưa biết mặt cô giáo ơi. Đi đường này con ơi. Lớp ở đằng kia con ơi. Cô đi, hỏi cô đi. Ôi trời ơi. Chúng ta cần chưa?